quý vị, thị trường chứng khoán trong nước trong tuần vừa qua thì cũng vẫn đang giằng co xung quanh mốc 805 điểm. Tuy nhiên vẫn có VN Index vẫn có xu hướng tăng lên mốc kháng cự 810 điểm. Và kết quả của phiên dịch ngày thứ 6 cuối tuần ngày hôm qua thì VN Index đang đứng ở mốc 805 điểm. Còn tại sàn Hà Nội, chỉ số HNX Index đang tăng nhẹ lên mốc 104 điểm và thanh khoản cũng ở mức trung bình gần 5.000 tỷ đồng được giao dịch trên cả hai sàn trong phiên ngày hôm qua. Và chúng ta sẽ cùng nhìn lại tuần giao dịch vừa rồi với phần nhận xét của vị khách mời, đó là anh Huỳnh Anh Tuấn, tổng giám đốc của công ty chứng khoán SJC. Chào buổi sáng anh Tuấn. Trong tuần vừa qua thì là tâm lý của các nhà đầu tư đó vẫn có vẻ như là cũng còn hơi nghi ngại với cái việc giải ngân vào cổ phiếu, và bởi vì chúng ta thấy rằng VN Index vẫn tăng nhưng mà vẫn có vẻ như là hơi giằng co một tí. Tuy nhiên trong cái phiên cuối tuần á, thì chúng ta thấy rằng là những cổ phiếu mà mang tính đầu cơ đó anh, ví dụ như bất động sản, hay xây dựng hay chứng khoán thì có vẻ như là cũng hơi bị coi như là sụt giảm một tí xíu. Ngược lại thì những cổ phiếu có tính cơ bản cao, cơ bản tốt thì lại được đầu tư nhiều hơn. Thì anh có nghĩ rằng là cái tâm lý của nhà đầu tư cũng có phần nào đã vững chắc hơn trong cái những cái phiên dịch cuối tuần của vừa rồi hay không? Chúng ta thấy cái phiên giao dịch cuối tuần là cái đợt các quỹ ETF họ thực hiện cái đợt cơ cấu danh mục, và đặc biệt cái đợt cơ cấu danh mục của lần này chúng ta thấy không có nhiều cái yếu tố, tôi cho rằng nhiều cái yếu tố đặc biệt. Và cái việc chỉ số index mà tăng lên cái vùng vượt qua vùng 800 điểm mà đang nằm ở cái ngưỡng là sideways trong cái vùng 805 điểm thì tôi cho rằng là cái quá trình tăng của index nó không tạo ra một sức lan tỏa cho toàn bộ các cổ phiếu, mà nó chỉ tập trung vào một cái nhóm những cái cổ phiếu mà có sức ảnh hưởng lớn đến chỉ số. Đặc biệt là chúng ta thấy cái cổ phiếu SAB như là một cổ phiếu mà mỗi lần cổ phiếu này tăng giá thì nó sẽ tác động trực tiếp đến chỉ số, mà cái tính thanh khoản của cổ phiếu này nó ở cái mức khá là thấp. Đó là cũng là một cái lý do mà làm cho các nhà đầu tư họ luôn luôn thận trọng trong cái việc họ giải ngân vào những cổ phiếu, bởi vì họ cho rằng là đa số những nhà đầu tư họ đang chờ cái việc là chỉ số điều chỉnh lại. Và chúng ta biết khi mà chỉ số index tăng mà không tạo lan tỏa thì ngược lại khi chỉ số index có điều chỉnh thì lập tức những cổ phiếu không có được tham gia được tăng gì rồi cũng bị áp lực điều chỉnh chung. Vâng. Và đó là một cái xu hướng mà các nhà đầu tư họ tỏ ra thận trọng trong cái việc họ chờ đợi trong để giải ngân trong khi thị trường điều chỉnh. Và đặc biệt chúng ta thấy cái tâm lý nhà đầu tư khi mà họ nhìn chỉ số index mà cái danh mục họ không tăng theo chỉ số thì bản thân các nhà đầu tư này họ cảm thấy cũng rất là sốt ruột. Và cái việc mà hiện nay họ, một là họ phải cơ cấu lại danh mục để tương thích với cái sự tăng của chỉ số, hay là họ cố thủ ở những cái cổ phiếu mà họ đang chịu cái áp lực mà gọi là không tăng thêm chỉ số index, thì đó cũng là một cái bài toán rất là khó đối với nhiều nhà đầu tư. Vì thế họ cũng rất là khó để có thể ra quyết định trong cái trường hợp mà chỉ số index cứ tiếp tục tăng mà danh mục mà không tăng, thì điều đó nó thể hiện qua chúng ta thấy khi chỉ số index tăng thì cái tính thanh khoản trên thị trường nó vẫn duy trì ở cái mức, tôi cho là mức trung bình, nó không phải là một cái mức quá lớn, và nó quay lại hình chung là rõ ràng là những cái nhà đầu tư đang cầm tiền mặt hoặc những nhà đầu tư đang giữ cái danh mục họ cũng đang ở cái thế rất là lưỡng lự, một là cơ cấu, hai là giữ lại toàn bộ cái đó hoặc là họ giải ngân. Thì tôi cho rằng cái tính thận trọng của nhà đầu tư trong cái giai đoạn này hoàn toàn là phù hợp với cái việc chỉ số index tăng mà không tạo ra sức lan tỏa cho thị trường. Nhưng mà trong cái phiên thứ 6 cuối tuần á, thì chúng ta cũng đã thấy một vài dấu hiệu cái dòng tiền cũng có vẻ như là phân hóa nhiều hơn sang những cái cổ phiếu khác, đặc biệt là những cái cổ phiếu mà các nhà đầu tư dự đoán rằng là sẽ có kết quả kinh doanh quý 3 tốt và có cái nền tảng cơ bản tốt. Như vậy thì theo anh rằng là trong những cái phiên của tuần sau đó thì cái việc chờ đợi của các nhà đầu tư có nên kết thúc hay không, và họ có thể tự tin hơn để mà vào cổ phiếu trong những cái phiên của tuần sau? Tôi cho rằng là cái sự chờ đợi nhà đầu tư nó xảy ra một lý do. Một là họ chờ đợi cái việc họ tham gia, họ mua ở những cái phiên gọi là các quỹ ETF cơ cấu bán ra nhiều. Bởi vì chúng ta thấy riêng cái phiên ADC thứ 6 tức là có các quỹ ETF bán ra rất là nhiều.
Nhưng mà sau đó thì đúng là các nhà đầu tư trong nước họ chờ đợi, họ mua những cái họ nghĩ rằng họ sẽ mua được cái cổ phiếu với một cái giá rẻ hơn. Thì về mặt tâm lý là cuối cùng là chúng ta thấy cái việc mua cổ phiếu rẻ cũng không xuất hiện, bởi vì do các nhà đầu tư họ họ đang chờ đợi và họ tranh mua cái việc đó, cho nên cũng không mua cũng không được cổ phiếu rẻ. Và tôi cho rằng thị trường đang ở diễn biến ở một cái xu hướng khá là tích cực. Thì việc mà thị trường điều chỉnh là tôi nghĩ là cơ hội để cho các nhà đầu tư tìm mua những cái cổ phiếu mà tôi cho rằng là có cái kết quả hoạt động kinh doanh tốt, hoặc là cái nền tảng hoặc cái xu hướng cho cuối năm. Đặc biệt là chúng ta thấy cái tính thời vụ cũng là một cái yếu tố khá là lý thú đối với thị trường chứng khoán, đặc biệt giống như là một nhóm xây dựng hoặc bất động sản thì thường thì họ đều hạch toán vào những cái lợi nhuận đều ở rơi vào cuối quý 3 hoặc là quý 4 thì nhiều hơn. Thì đó cũng là cái mà các nhà đầu tư cũng chúng ta nên xem xét mỗi khi thị trường có điều chỉnh. Thì nếu chúng ta có cơ hội dòng tiền mặt thì chúng ta nên tranh thủ những cái lúc điều chỉnh thì chúng ta có thể giải ngân. Và vâng, tôi tin là trong từ sau nhà đầu tư sẽ có cái quyết định không còn thận trọng nữa, mà họ sẽ lạc quan với thị trường sau cái đợt cơ cấu ETF về sau. Cảm ơn anh Tuấn rất nhiều. Thưa quý vị vừa có những thông tin tham khảo và tư vấn từ anh Huỳnh Anh Tuấn, tổng giám đốc của công ty chứng khoán SJC. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phần bình luận về thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ dành ít phút còn lại của chương trình Tin Sáng ngày hôm nay để điểm qua các thông tin nổi bật nhất. Vào trưa 15 tháng 9, bão số 10 đã đổ bộ vào Hà Tĩnh, gió giật cấp 12-13, di chuyển với tốc độ trung bình từ 135 tới 150 km/h, cấp gió mạnh nhất giật cấp 15. Hà Tĩnh và Quảng Bình là hai tỉnh thuộc tâm bão số 10. Do dự đoán được đường đi của bão số 10 từ sớm, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai đã nhanh chóng đưa khoảng 30.000 người di trú bão trong đêm 14 tháng 9. Tuy nhiên, hai người đã thiệt mạng trong trận bão lần này. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, mặc dù hiện tại bão số 10 đã suy yếu xuống giật cấp 10-11, song bão có nguy cơ lâu tan. Trong bản dự thảo sửa đổi một số luật thuế, Bộ Tài chính đề nghị bỏ quy định chuyển quyền sử dụng đất không chịu VAT sang mức thuế suất thông thường là 10%. Điều này đồng nghĩa với việc khi sang tên sổ đỏ theo diện mua bán, người dân sẽ phải chịu thêm 10% thuế VAT. Đề xuất này ngay lập tức đã vấp phải nhiều ý kiến phản đối của doanh nghiệp, bởi nhiều người cho rằng việc đánh thuế VAT khi chuyển quyền sử dụng đất sẽ dẫn đến tình trạng thuế phí chồng thuế phí. Trong buổi tọa đàm về thị trường bất động sản Đồng Nai nhận diện cơ hội và rủi ro do báo Đầu tư tổ chức sáng ngày 14 tháng 9 tại thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thanh Lâm, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Đồng Nai cho hay, ngoài phần lõi 5.000 hectare đất quy hoạch của sân bay Long Thành, thì Đồng Nai cũng dành khu đất 21.000 hectare vệ tinh sân bay làm công nghiệp phụ trợ và phục vụ cho khu lõi. Hiện Đồng Nai đã tạm dừng cấp phép xây dựng và tạm dừng phân lô bán nền đất khu đất 21.000 hectare này để tránh băm nát quy hoạch và phần nào điều tiết thị trường bất động sản Đồng Nai với phân khúc đất nền tăng giá chóng mặt trong thời gian qua. Sau lời đe dọa nhấn chìm Nhật Bản thì vào ngày hôm 15 tháng 9, Triều Tiên lại tiếp tục bắn thử nghiệm tên lửa mang đầu đạn hạt nhân bay qua bầu trời của quốc gia láng giềng và rơi cách đảo Hokkaido 2.000 km. Chính phủ Nhật Bản và Hàn Quốc khẳng định đây là động thái khiêu khích làm căng thẳng thêm khủng hoảng địa chính trị ở bán đảo Triều Tiên. Ngay sau đó, Hàn Quốc đã đáp trả ngay lập tức bằng việc nã pháo và tên lửa ra Thái Bình Dương. Đến đây thì chương trình Tin Sáng ngày 16 tháng 9 cũng đã khép lại. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Chúc quý vị có những ngày nghỉ cuối tuần thật thoải mái.